Trong danh sách lần này xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa đầu Hà Nội đẹp. Đặc biệt trong các phiên đấu giá lần này xuất hiện tới 25 biển số từ quý khủng của các tỉnh thành trên cả nước. Đây đều là những biển số ô tô đẹp được người chơi biển số săn lùng lựa chọn. Bộ Công an sẽ gửi kết quả chúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại được đăng ký tài khoản truy cập cho người chúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.